Trên cái thuyền ấy thì mình ngắm được những cái chụp được cái những cảnh hoa súng rất là đẹp. Mà có thể nói là mình đi thì thấy là cái suối Yến ấy, là nó đẹp mà ngang tầm với suối Yến, mà nếu như mình mà chọn góc góc được ấy, thì nó có cái hàng cây hàng bạn ấy, thì có thể là cái những cái góc chụp thì mình sẽ ghi hình được nó đẹp hơn cái cảnh như suối Yến.